đến với khu du lịch sinh thái nhà Ao Lượng thì các bạn sẽ được nhìn lên trên đỉnh đồi què nha các bạn nhé. Khu đỉnh. Nha. Em vừa vào được tí mà anh. Mới gặp Lượng ở trên này. Vào làm tí video để có tí thông tin. Dạ. Lượng Lượng ấy. Lượng đây đây. Đây là ông chủ của khu du lịch sinh thái đây. Em vừa trên đỉnh ấy kìa. Dạ. Vừa trên đỉnh kia xuống này. Sao tư nhìn mình lên từ lúc 1 giờ. 1 giờ lên đỉnh kia gì? Lên đỉnh lên kia. Xuống đến kia. Nếu lộ lên đến kia là quay lại chỗ này nhìn thấy chỗ này. Hai khu đây. Mắt nó vòng đây. Con vật vòng. Hoa lá. Hoa được lời. Khu du lịch này là mới được mở các bạn nhé và đưa vào sử dụng là 30 tháng 4, nay là 1 tháng 5 rồi đấy. Đang trong quá trình xây dựng, đây là ngay sau chân núi Đồi Cọt Què. Hello. Đây là những học sinh của mình. Chào nha. Đây các bạn ạ. Khi mình ở đến khu chân chính bên này thì mình đang nhìn sang làng núi kia. Rất là đẹp. Và các bạn có thể đến đây du lịch và tham quan, cũng như là tổ chức picnic cắm trại nướng gà đấy. Dưới đây là một cái hồ. Sau khi là trên Cọt Què xuống thì các bạn có thể trở về đây thưởng thức ở lại một đêm tại đây. Đây là khu nhà sàn mà chúng ta có thể qua đêm ở đây. Trong đây thì sẽ có những ok. Xin chào. Đây là khu toàn cảnh du lịch sinh thái của nhà Lượng Thao ạ. Chào các bạn nha.
tiếp tục sau một thời gian nghỉ, hết uống hết một lon bò húc, mình lại tiếp tục lên đường và review cho các bạn xem quang cảnh ở ngay nơi mình nghỉ ở đây. Thực ra thì Định Hóa cũng không phải là một cái địa danh kém gì ở các địa danh vùng cao khác các bạn nhé, cũng rất là hùng vĩ, xa xa là những chòm đồi. Đấy, mình view zoom lại gần cho các bạn cùng xem. Đấy, cũng rất là hùng vĩ đấy chứ. Đây, đây là dưới chân Khà Què các bạn nhé. Đó, xa xa là tiếng mõ trâu mõ bò mà người dân ở đây họ chăn nuôi, là những đồi keo được phủ kín trong khắp các đỉnh đồi. Đấy, đây là thuộc khu địa danh giữa Linh Thông và Lam Vĩ các bạn, rất là đẹp. Đây, những mảnh đồi để chuẩn bị được tiếp tục phủ kín bằng những rừng keo. Đây, mình zoom lại xa xa cho các bạn cùng xem toàn cảnh, rất là hùng vĩ đấy chứ. Sau khi lên đến đỉnh Khà Què thì sẽ có nhiều điều thú vị hơn ở với cái địa điểm hiện tại mình đang đứng đây các bạn nhé. Đây, mình gom dần xa xa cho các bạn xem. Đấy, rất là đẹp và hùng vĩ. Mình sẽ chụp một cái ảnh đây làm kỷ niệm. Đây các bạn nhé, tiếp tục là leo lên cái đỉnh này đây. Chúng ta thấy cái giống Hà Giang nhá, địa danh rất là giống Hà Giang. Đây, hết sức là chi tiết và có những cây sim, mình nghĩ hôm nay là đến mùa hoa sim nở rồi, nhưng mà lên thì chưa nở. Đây, dù sao thì cũng là một lần trải nghiệm tiếp theo. Các thấy không, giống như Hà Giang thu nhỏ nhé. Đấy, và những ngày nghỉ 30 tháng 4 cũng như mùng 1 tháng 5 các ngày lễ thì các bạn trẻ thường là hay đến đây tổ chức picnic ở trên này. Yeah, quá đẹp đúng không các bạn. Đây, có phải thực sự giống như Hà Giang thu nhỏ không ạ? Đây, xa xa thì cũng có một cái nhà sàn như mình nói ở dặn trước, và cũng có những bạn trẻ lên đấy tổ chức hát hò đấy. Thực ra là mình không gian riêng, mình không dám quay gần, đứng xa xa để cho các bạn ấy tự nhiên review cảnh thiên nhiên ở đây các bạn ạ. Đây, các bạn thấy không? Đây, có thực không, thật không giống Hà Giang không ạ? Nhưng mà Hà Giang thu nhỏ các bạn nhé. Trải dài, rất dài, rất xa, mãi trên kia các bạn ơi. Thiên nhiên ở trên đây thật sự là đẹp. Đây, cảnh vật trực tiếp các bạn nhé, không cần flycam. Khi ở dưới lên thì mình thấy cái gì đó rất là xa xôi, vất vả, nhưng mà thực tế lên đến nơi thì mình thấy cái đẹp ở đây quá đẹp bạn ạ. Nếu các bạn chưa đi Hà Giang thì một lần qua Thái Nguyên lên Định Hóa và vào đến Linh Thông, lên đỉnh núi Khà Què, các bạn sẽ
được chứng kiến tại đây. Một Hà Giang thu nhỏ. Giả sử như trên này mà người dân chăn nuôi thêm những cái đàn ngựa đó thì có lẽ là trông như một thảo nguyên. Đây, những chú trâu chú bò lóc cóc, mọi trâu lóc cóc. Xa xa là những đàn bò kia các bạn này, có đẹp không ạ? Đây, gần mình có những cây sim, nhưng mà thực ra là sim bây giờ chưa nở, cũng khá là tiếc. Sim tự nhiên chống chọi với đất trời, chuẩn bị nở các bạn. Nếu các bạn lên vào dịp tháng 6 là sẽ đây, các bạn thấy không? Đây, có đẹp không ạ? Quá đẹp. Và khu này các bạn có thể cắm trại picnic tại đây, nhưng chặng đường đi thì khá là vất vả các bạn nhé. Đây, xa xa mình là những bạn trẻ đang thực ra thì quay xa để các bạn biết rồi, đang trang điểm chuẩn bị làm những cái view, những cái cảnh đẹp tại đây. Đây các bạn nhé, trên đỉnh này là còn có các cái vũng nước để trâu bò uống. Đây là hết nước thực sự thiên nhiên các bạn, không có một chút nào. Đây là vũng nước. Có những du khách qua đây thì cũng tranh thủ có một chút gì đó về làm kỷ niệm, đó là cây sim. Có thể lấy những cây bé bé mang về trồng làm kỷ niệm sau những chuyến lên Khà Quẻ. Những cây to thì đã được Ủy ban nhân dân xã là cấm, không cho người dân được đào. Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và những cái di sản ở đây. Ngoài cái sim này, trong không gian đó thì có các cái đàn trâu đàn bò người dân họ chăn nuôi trên đây. Tiếp tục nha, mình hành trình sang bên phía cánh tay trái. Vừa rồi là mình mới đi bên phía cánh tay phải, giờ mình sang bên phía cánh tay trái. Và xa xa là chúng ta thấy là các khách du lịch đang check in và có thuê tractor lên đấy các bạn nhé. Hôm nay có hai xe tractor đưa khách đi lên. Đây, chú bê con các bạn này. Đó, rất là đáng yêu, được sinh ra tại trên đỉnh đồi này. Như chú bê này là được sinh ra tại trên đỉnh đồi này.
Bây giờ là mình di chuyển sang bên phía bên tay trái đường đi lên. Lúc nãy là mình khám phá các bạn về bên tay phải. Đây các bạn nhá, đây là từ trên này mình nhìn xuống này. Đây. Di chuyển dần sang bên đây. Tiếp tục hành trình lên xa hơn. Đây, khi chúng ta bắt đầu lên Khả Què thì chúng ta thuê những con xe tractor này đi lên. Rất tiếc là hôm nay lên thì mặt gì cũng chưa nào. Để cho các bạn trẻ tự nhiên là mình không muốn là những video cận cảnh quá. Nếu khi có thể tiếp cận được thì mình sẽ tiếp cận sau. Tiếp tục. Có lẽ là đoạn video này có tiếng của những bạn hát karaoke ở trên đỉnh này thì mình phải ghép bằng những video khác vậy, không là sẽ dính vào bản quyền. Đây phía bên nhà sàn mà được người dân làm để cho mọi người đến đây tham quan này. Đây các bạn này, toàn cảnh review tại đỉnh Khả Què.
đây là bên đi dãy bên tay trái, còn xa lắm, rất là mênh mông vậy. Chắc nữa lên đến đỉnh chóp nó mình sẽ quay trở lại cho các bạn cùng khám phá xem mức độ mênh mông của khắc què này ra sao. Đây, các bạn thấy chưa? Cứ hết mỏm đồi nọ sang mỏm đồi kia. Đường sang đây nữa, đường tắc tơ họ đi sang đây nữa này. Các bạn thấy không? Đó, tí trên nhiều rồi, vẫn còn những bạn trẻ đang chơi trên kia. Nghĩa sâu sâu chỗ này là người dân họ chăn nuôi bò, họ thả bò kia. Đây, đứng ở trên đỉnh này là mình nhìn về phía trung tâm của xã Linh Thông này. Khi mình ở dưới địa điểm trung tâm xã thì mình sẽ nhìn thấy cái đỉnh này, nhưng mà lên đến thực tế thì mình các bạn thấy rằng là ở trên này nó đẹp đến nhường nào. Đây, nếu như các bạn xem trên màn ảnh nhỏ là một cái không gian bo hơi hẹp, nhưng khi điều kiện các bạn đi lên đến đây rồi ấy, thì chắc chắn là mức độ hùng vĩ ở trên này các bạn sẽ thấy nó khác như thế nào, khác hơn rất nhiều. Mình cũng là người con em Định Hóa, thế nhưng mà khi lần đầu tiên mình lên đây mình mới cảm nhận rằng là đúng, nơi đây như một địa danh của Hà Giang thu nhỏ, mà chính xác là người dân Định Hóa còn nhiều người chưa biết. Mình dám khẳng định là nhiều người chưa biết. Như các bạn là thuộc ở phía nam của Định Hóa này, có lẽ là thậm chí còn không được nghe thấy cái địa danh này, và cũng không biết được cái địa danh này. Đây thì thực tế là mình chỉ đi review lại những cái không gian bao la thế này cho các bạn cùng biết, và có dịp thì các bạn sẽ lên đây trải nghiệm thực tế một lần. Nếu như các bạn đã qua đây một lần, có lẽ là các bạn sẽ tiếp tục muốn trở lại lần thứ hai. Nói thật với các bạn là lần trước mình lên đây, chính xác lần này lần thứ ba rồi nhé. Nhưng mà để khám phá chi tiết thì lần này mới là lần mình khám phá chi tiết. Trên này thì người dân cũng làm cái đường để đi lại thôi. Đây, cảnh quay trên này xuống đây các bạn nhé. Có đẹp không ạ? Các bạn có thể comment giúp mình một cái lời bình luận và một cái địa danh rất là hùng vĩ tại Định Hóa đấy. Đây, càng lên thì các bạn càng thấy những cái đẹp của trên này ra sao. Đây, chính thức là mình sẽ đưa các bạn nhìn một thật chi tiết một lần. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay lên là cho đến ngày của mùa hoa sim. Mùa hoa sim này
trăm hay không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thực tế. Đây các bạn đi lên thực tế đây, quan sát đấy, quá đẹp ạ. Thì rằng nay là một ngày nghỉ cho nên là mình có một thời gian không gian rất là thoải mái thế này, nghỉ ngơi. Càng khám phá thì càng thấy điểm hùng vĩ của nó. Ui, lên trên này lại có tốp nữa. Đây là mình quay chi tiết chỗ nó lên đến đỉnh đây. Các bạn sẽ mình sẽ quay trở xuống để các bạn cùng xem tại sao địa danh Định Hóa có một cái nơi đẹp như vậy mà nhiều người dân Định Hóa vẫn chưa biết. Đã xả tí trên cái nhưng mình tiếp tục tạt sang bên đường cái đây phải trên đường lên. Ok, nhiều quá, âm thanh quá các bạn, nghe âm thanh quá, đúng là một ngày nghỉ. Ui chà, đây các bạn này, chi tiết trên đỉnh quay xuống ạ nhé. Cũng khá là thỏa mãn sự đam mê khám phá. Cái cảnh vật này có lẽ mình quay thôi chứ còn không thể dùng âm thanh ở trên đây được. Đẹp với chú nhờ hả? Dạ. Trên này đẹp với chú nhờ. Vâng, trên này đẹp hơn đấy. Ôi giời. Mình là ở tận đâu đấy em? Dạ, em ở Thái Nguyên rồi đấy. Đi Thái Nguyên lên. Dạ. Cả em bé lên. Em bé phải cõng chứ hả? Không, phải em đi tắc tơ lên. À, tắc tơ lên, chào nhá. Ôi, đẹp thế nhỉ? Tiếp tục hành trình. Chào nhé. Quá đẹp ấy. Đẹp mà anh. Đẹp mà ở bạn trên này cũng là đẹp hả? Mình là ở đâu em? Em ở Quy Kỳ đấy nhưng mà Quy Kỳ sang. Nay lên lần đầu đúng không? Dạ. Thế mới bảo người Định Hóa mà lại không biết cái địa danh ở đây. Đáng Định tiếc nhỉ. Mà trước là cũng là người ở Linh Thông luôn. Ừ. Thế mà chưa một lần nào lên đây, hôm nay mới lên lần đầu tiên. Giống như một Hà Giang thu nhỏ đúng không? Vâng. Nếu ai chưa lên Hà Giang thì tạm lên Định Hóa là lên Khà Què nhờ. Anh ở đâu? Thế thưởng thức ở đây. Anh ở Trung Lương. À, Trung Lương à? Anh công tác ở dưới đây thôi. À, công tác là anh làm bên mảng trường học. Trường học à? Ừ. Nay được nghỉ một mình đi chơi. Văn hóa à? Ừ, làm bên đó.
lên chia sẻ một tí cảnh đẹp ở trên này cho mọi người biết. Đây, càng đi thì chúng ta mới thấy là nhiều cái cảnh đẹp thiên nhiên như thế nào. Những ngày nghỉ thì một số bạn nhỏ được bố mẹ đưa lên đây đi tham quan ở trên này. Mình cố gắng lên đến đỉnh trên kia để quay trở xuống để các bạn cùng biết được. À, người dân ở trên này có lẽ là họ sẽ xây dựng một cái ao nhỏ nhỏ, ví dụ như con trâu bò lên đây ăn, có chỗ để uống nước. Các gia đình đã gọi các con là trở lại xe. À đây, được sim đây. Nhưng mà thực ra thì này chứ không có. Ôi, bắt đầu lên đến những đồi sim, nhưng mà có lẽ là đấy. Đấy. Các bạn nha. Cây sim đây, thế nhưng mà thực ra là nó chưa có hoa. Thì hoa sim thường là đi cùng với hoa mùa các bạn nhé, cái mùa lẫn cạnh này hoa sim này. Đây các bạn này, toàn cảnh quay được trên này xuống. Tiếp tục.
Chính thức bây giờ trên này đã là đỉnh cao nhất. Để qua đỉnh này chúng ta sẽ tiếp tục vượt sang bên kia thì vẫn còn, nhưng mà có lẽ là nay mình tạm đi đến đây các bạn, bởi vì thiên nhiên ưu đãi thì cảnh vật thì bao la, mênh mông bát ngát các bạn. Đây mình còn lên đây, tiếp tục lên đây và cái đường đi sang kia, sang thêm cái và luông còn rất nhiều, rất xa. Góc bên dưới này là những cây mua, những dãy hoa mua đây, cây mua nhưng hôm nay lên thì hoa chưa nở, mát lắm các bạn ạ. Thế ở trên này quá mát luôn. Đây, bây giờ là mình trở xuống, quay lại trở xuống dưới chân núi Khà Què, và cũng sẽ là đêm nay mình sẽ làm video chia sẻ lên trên này để các bạn cùng xem một cái hành trình của mình từ dưới chân đèo lên. Đây các bạn quan sát, đây là cái góc cao, khá cao so với trên đỉnh Khà Què này, cao đấy, ra nhìn đấy cảnh Khà Què đấy. Bắt đầu hành trình từ đây trở xuống, mát lắm các bạn ạ, lên trên này gió rất mát, các bạn nghe tiếng gió, gió rít, rất là mát. Và những người bạn, những người dân lên khám phá cũng như trải nghiệm trên Khà Què cũng đã lần lượt gọi nhau về. Sau xuống dưới chân Khà Tinh Thông này chúng ta có một khu nghỉ dưỡng, khu resort, gọi là khu tham quan resort, chúng ta đấy chúng ta cũng có thể được nghỉ qua đêm ở đó, và những có những món gia vị ẩm thực tại đó. Tiếp tục các bạn nhé, bắt đầu mình xuống. Này xuống là mình sẽ đi phía bên tay phải, đi trên này xuống. Để các bạn biết là cứ lộ trình đi nó dài như thế nào, để hết một cái dãy núi Khà Què này, thời gian ra làm sao. Mình xem qua trên màn hình nhỏ thì thực ra thì là thấy nó không gian không được bao la như khi mình lên thực tế đâu các bạn. Khám phá là một cây mua khá to ở đây, xem là đã nở chưa. Cây mua thì nở rồi,
Cây sim, đồi sim nó chưa nở. Thiên nhiên rất ban đãi cho Định Hóa này, một khu thắng cảnh cực đẹp ấy. Tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Đi trên lạc đấy chết đấy, trên sườn trên này đây. Đi mãi mới xuống đến đây các bạn này. Khá là mệt. Nhấp nhô những phiến đá chi tiết các bạn nhé, hết sức là chi tiết rồi đấy. Có lẽ là video này sẽ để lại những cái hình ảnh gọi là chi tiết nhất và cảnh đẹp nhất nơi đây. Mà chúng ta là những người dân Việt Nam thì cũng nên biết về những địa danh này. Không đâu xa các bạn nhé, cách thành phố Thái Nguyên khoảng 60 cây số, chúng ta sẽ về đến địa danh này, về ATK Định Hóa. Các bạn từ trung tâm thành phố Thái Nguyên lên ATK Định Hóa đến ngã ba Con Vuông, các bạn rẽ đường lên trung tâm thị trấn Chợ Chu ấy, rồi các bạn rẽ vào. Từ trung tâm thị trấn Chợ Chu đi vào khoảng 20 cây nữa, nếu tính từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi lên đây thì khoảng 70 cây các bạn nhé. Địa danh ở trên này thì người dân chưa có cái gì để gọi là khai thác về phục vụ đời sống, mà chủ yếu là chúng ta tự túc, đi lên tự túc. Liệu các bạn có muốn một chuyến picnic du ngoạn ở trên đây trong một ngày thì các bạn có thể lên đây.
thiên nhiên hết sức là ưu đãi và cũng tạo cho những cái rất là ngạc nhiên. Expected hơn sự tưởng tượng của mình các bạn nhé. Nếu các bạn xem trên màn ảnh nhỏ như thế này thì khi các bạn lên thực tế thì nó sẽ có những cái còn khác hơn. Đó. Khác hơn rất nhiều. Trên đây thì chưa có khai thác về du lịch nhiều. Chỉ những người nào đam mê khám phá thì chúng ta lên đây thôi. Còn ngoài cái khu vực mình lên khám phá này ra thì nếu như các bạn muốn nghỉ lại tại đây một đêm thì cũng có một địa danh là khu du lịch sinh thái mới được mở và đưa vào hoạt động ngày 30 tháng 4 năm 2023 vừa rồi. Thì buổi tối các bạn có thể về đấy là sẽ được những người ở trong cái khu du lịch sinh thái đó để chúng ta có nơi nghỉ qua đêm và tham quan nghỉ ngơi tại chỗ. Mình sẽ đi xiên qua con chút đàn bò này. Xuống cái khu nhà sàn này. Nếu để khám phá thiên nhiên thì rất là nhiều những bí ẩn ở trong thiên nhiên mà chúng ta chưa có thời gian để khám phá. Chúng ta đi đến đâu thì biết đến đấy, đến đó thôi các bạn ạ. Bởi vì là thiên nhiên rất là ưu đãi, cảnh vật rất là mênh mông. Rồi, bây giờ mình sẽ qua khu nhà sàn kia bởi vì là âm thanh cũng đã được chấm dứt và cũng sẽ qua kia là đây các bạn nhé. Mình xin được review một cảnh những người dân lên khám phá tại đây và cũng đang chuẩn bị hành trình dứt xuống dưới chân núi.
Chào nha. Phải không anh? Nhắn bình thường. Sao lại có máy quay đi trải nghiệm à? Ờ, lên trải nghiệm chơi đi. Không, một mình thôi. Mãi nãy mới lên 2 giờ mới lên đấy. Ừ. Trên này là khu du lịch đẹp quá. Đẹp nhỉ. Sao nên xã nó không có mấy nhỉ? Thực ra này, cái địa danh này hình như rơi vào trong cái quy hoạch của ấy thôi. không cho chảy à, không không làm một khu du lịch gì cả. Không. Là quy hoạch kiểu sau này khai thác ấy. Nhưng mà bây giờ ví dụ như lên cứ thế làm được không? Phải qua chứ. Nó không cho làm đâu nhỉ? Ờ. Ở đây có một điểm họ mới làm đấy này. Cái điểm mới đây này. Chỗ tiến đấy thì. Ờ. Mình đánh xe lên à? Dạ nhá, xuống dưới nhà sàn đi. Đây, nhà sàn là cái ngôi nhà sàn mà một người dân đã làm lên đây và các bạn có thể nghỉ qua đêm tại đây được. À, sau khi nhiều khách đi trải nghiệm ở trên đây thì cũng có rất nhiều khách có ý kiến rằng là tại sao đây lại không làm một điểm du lịch. Không làm một điểm du lịch ở đây để bà con, nhân dân hay là những người xa, nơi xa lên đây để tham quan. Nhưng mà thực tế thì đây nó là một cái khu đang trong sự quản lý của nhà nước. Cho nên là chưa có được để làm du lịch ở đây. Đây cái nhà sàn nhà ta đã làm đây. Trên này thì chưa có điện các bạn. Giờ dùng mới nổ. Nếu ở dưới trung tâm là nhìn thấy lên là ok, đỉnh này các bạn ạ.
muốn lên giao lưu tí nhưng mà các bác đã ngủ rồi.